Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho các đảng viên chi bộ trực thuộc thành ủy Châu Đốc. Ngày 15 tháng 8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho cán bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc thành ủy Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên đã truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương năm khóa 13 gồm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả, kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị nhằm giúp mọi cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cơ bản cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.